Bây giờ sếp ăn hết rồi, để em chụp cả luôn. Xong rồi gửi cả mạng cái chị nhé. Tất cả ấy đây chụp đi. Đây nhà mình đứng xếp hàng mà hết đi, để em chụp ảnh kỳ nên em gửi vào mạng hết cho cả nhà nào. Đây là đoàn khách của du lịch Led Tour đi tham quan Móng Cái và Trà Cổ. Xếp hàng vào đi, xếp hàng vào đi, tập trung vào. Xếp hàng vào đã ổn định chưa đã? Đâu rồi, đoàn khách của du lịch Led Tour xếp hàng vào để chụp ảnh nào. Tốt, đứng xa nhưng mà mọi người sẽ khẩn trương ra chụp ảnh lưu niệm đi. Xếp hàng. Này em ơi, tất cả cả nhà chúng con đông được, thế mới sướng. Khẩn trương đi. Thôi, nhanh em không. Mọi người đâu, phải đừng nhớ đấy là mọi người đang đứng chờ nắng đi vào đây, đi vào nhà mình vào đây. Xếp hàng thành mấy hàng cho anh, cứ hàng sau đứng sau em với hàng trước nhá. Mọi người khẩn trương lên. Anh Mạnh đã rất là vất vả tập hợp đoàn. Em đang quay. Khẩn trương chưa, ổn định chỗ ngồi đi nào. Đứng lui lên, thế đứng lên đi kia. Đằng sau đứng lên đây, đứng lên đây, ở đấy không thấy gì đâu. Đứng lên đây. Ngồi một hàng ngồi này, một hàng hơi khuỵu xuống một tí này, một hàng đứng thẳng lên này, xong hàng sau đứng sâu đấy ạ. Đứng dưỡng viên họ Hoàng ơi. Cho một hàng ngồi, một hàng hơi khuỵu đứng tí, đứng lên sổ sổ lên tí. Sau đây. Được, lấy được hết luôn. Đúng rồi, đấy. Nhưng đứng xít lại thì đẹp hơn.